giám đốc, mù chữ, điều hành trung tâm đăng kiểm như thế nào? Ngồi vào vị trí giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17G, ông Hồ Hữu Tài giao phó hết công việc cho cấp dưới, trong đó có việc ký xác nhận đăng kiểm. Ngày 4 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 người liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 50-17G, huyện Nhà Bè, về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Danh tính những người này gồm Nguyễn Thanh Phong, 42 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Phát, Hồ Hữu Tài, 52 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17G, Trần Thanh Vinh, 51 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm 50-17G, Tào Huyên Thanh, vợ Phong, Thủ quỹ Trung tâm 50-17G, Phan Hữu Minh, 28 tuổi, Đăng kiểm viên, Phạm Công Danh, 49 tuổi, Đăng kiểm viên, Lê Tấn Thiện, 26 tuổi, Đăng kiểm viên, Nguyễn Trung Tín, 28 tuổi, Đăng kiểm viên, Dương Minh Khánh, 28 tuổi, Đăng kiểm viên, Đinh Thành Trung, 30 tuổi, nhân viên. Trong số này, 9 người bị bắt tạm giam, riêng Tào Huyên Thanh được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Chân dung vị giám đốc, mù chữ. Theo cơ quan điều tra, ông Phong là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Phát, thành lập Trung tâm Đăng kiểm 50-17G từ năm 2019. Tuy nhiên, hoạt động được một thời gian thì dịch Covid-19 ập đến khiến hoạt động bị đình trệ dẫn đến nợ nần. Một trong số chủ nợ của ông Phong là ông Hồ Hữu Tài. Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa người này lên làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17G rồi trả nợ dần. Riêng về phần ông Tài, khi bị bắt giữ, người này khai học tới lớp 3. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa phương, lực lượng chức năng nắm được người này không đi học và không biết chữ. Trước khi làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17G, ông Tài cho biết hoạt động kinh doanh cá nhân, kim sang lắp mặt bằng. Là người đứng đầu, tuy nhiên mọi hoạt động của trung tâm được ông Tài giao lại hết cho cấp dưới, thậm chí việc ký giấy xác nhận đăng kiểm cũng do ông Vinh phụ trách. Theo cơ quan điều tra, ông Phong và ông Tài có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty. Khi đó, ông Trung là người trực tiếp liên hệ nhận tiền hoặc thông qua kiểm định viên báo lỗi để nhận tiền hối lộ. Số tiền thu lợi hàng ngày, ông Trung sẽ đưa lại cho ông Thanh để phân chia cho những người khác. Khi các xe không đạt tiêu chuẩn về khói, đèn, còi thì nhân viên trung tâm sẽ sử dụng các thủ đoạn để cấp giấy đủ tiêu chuẩn. Ví dụ, nếu xe không đủ điều kiện về khói thì thay bằng các xe đạt chuẩn để đưa vào máy kiểm định. Một cán bộ điều tra chia sẻ, cấp giấy phép cho nhiều trung tâm dạy lái xe. Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngoài việc môi giới, nhận hối lộ, trung tâm đăng kiểm 50-17G còn móc nối, cấp giấy chứng nhận khoảng 120 phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cho một trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn huyện Nhà Bè. Thượng tá Lý cho rằng việc đưa các xe không đủ điều kiện này được vào hoạt động dạy lái xe sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho hoạt động đào tạo, cũng như là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học viên và chất lượng học viên được cấp bằng. Ngoài các hành vi mà công an đã khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ thêm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của những cơ quan, đơn vị có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định tính chất mức độ, sai phạm tới đâu, cơ quan điều tra sẽ kiên quyết xử lý đến đó. Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đã khởi tố 43 người, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an tặng thư khen.